Con xin kính chào quý thầy, quý Phật tử cũng như tất cả quý khán giả có mặt trong có mặt tại nơi đây với lời chào thân thương và trân trọng nhất. Quý vị rất là nhiều và bài hát đầu tiên tâm gửi đến quý vị là nhạc phẩm về mẹ riêng tặng đặc biệt cho tất cả các bà mẹ có mặt tại nơi đây và đó cũng là cái cuốn live show đầu tay của Tâm. Xin mời quý vị cùng đón nhận. Sinh ra đời bóng hình trước tiên con nhìn là mẹ yêu, dòng máu nóng chảy trong người, nhịp tim hơi thở môi cười nguồn khơi từ bao xưa mẹ tôi đứng ngồi bước cánh tay mẹ hiền dịu đời con, gồng gánh vất vả đến trường, dạy con biết hiểu trăm đường tình yêu chân lý chân phải về trời.